Xin mời đội Sài Gòn tiếp theo ạ. Và các bạn chú ý là đây là trong cuộc thi này thì giám khảo không phải là bốn vị ở trên này đâu, mà là tất cả chúng ta. Và nên chúng ta sẽ gọi là dùng tiếng vỗ tay để chấm điểm cho đội giành giải nhất. Cuộc thi này sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Ok chưa ạ? Cặp đôi Chi và Thiện. Của đội rốt chín, xin mời. Rất cảm ơn phần trình diễn rất là dễ thương của cặp đôi Chi và Thiện.
Anh em ơi, xin một tràng vỗ tay cho đội nàng tăng ạ. Ha 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 ha!